Hello mọi người nhé, tiếp tục lại là em Lợi đây, lại về Toyota Hilux màu cam đây. Toyota Hilux thì hôm trước em có review 3 xe, xe màu trắng thì lại bàn giao về Nghệ An rồi, và hiện tại là còn lại về thêm màu cam 2021 này, chạy có 3 vạn rồi, lốp theo xe cả dàn, màu bạc này, màu đen này, đấy. Còn về Toyota Hilux thì nói thật với quý chị là buôn Toyota Hilux thì không sợ lỗ, không sợ què, nhưng mà miếng thì lợi nhuận thì rất chi là mỏng nhá. Biên độ lợi nhuận của chiếc xe Toyota Hilux chỉ đâu đó khoảng tầm 10-15 triệu đấy. Và tại vì sao nó thế? Tại vì là dòng Toyota nó rất phổ thông, mà nhiều người người ta bán, người ta cũng nghiên cứu giá, và biên độ lợi nhuận nó không như dòng Ford hoặc là các dòng xe khác như Chevrolet Corolla đấy. Thì nói thật với quý chị là để mà làm Toyota Hilux thì nó bền lành, ổn định, so với bọn em làm thị trường thì lợi nhuận không cao đấy. Đây, hiện tại nhà em đang 3 chiếc Toyota nhé, màu trắng. Hôm trước em review 3 xe thì đã bàn giao về Nghệ An với biên độ lợi nhuận 10 triệu lên được đấy. Và chiếc này, chiếc màu cam này, biến Hà Nội này, lốp cả dàn theo xe vừa về, xe chưa dọn dẹp gì, toàn bộ xe thì khẳng định với quý chị là không đâm xô gì nhá. Đấy, cam 360 này, đèn pha này, mặt rất sáng nhá. Đấy, toàn bộ lốp lắp này rất là dày nhá. Về đến cửa hàng bên em Lợi rồi nhá. Đấy, địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đấy, hiện tại là 3 chiếc Toyota Hilux đây. Xe này thì đời 2021, màu cam, số tự động một cầu phiên bản E. Đấy, lên được rất nhiều đồ chơi như vai thể thao, nắp thùng cuộn điện này, cam 360 nhá, cam 360 này, cam phía trước này, cam lề này. Đấy, đèn pha rất sáng và đẹp nhá, lốp còn dày bịch luôn. Đấy, lốp đắp 2021 hết, toàn bộ đồng sơn này, đến bậc lên xuống này, đăng kiểm còn đến tháng 11 năm 2024 nhá. Đấy, cam lề này, xin nhan gương đã được độ thêm lắp vào cục xe nhá. Đấy, lốp lắp rất dày. Về Toyota Hilux thì anh em biết rồi, bền lành, tiết kiệm, vai thể thao này. Đấy, hơn 600 triệu chiếc xe mà được mệnh danh là xe ăn chắc mặc bền. Nhà em thì còn rất nhiều xe bán tải để phục vụ quý chị nhé. Chiếc này thì lốp Suzuki là chưa chạm đất đâu quý chị này. Đấy, lốp Suzuki dày bịch luôn. Và thêm khung gầm Hà Nội thì quá yên tâm nhé. Đáp lốp này, lốp đều là 2021 hết nhé quý chị nhé. Đáp lốp là tuần thứ 25 năm 2021 nhé. La răng không chảy chém gì. Xe vừa lấy về sau 2 hôm là sẽ cho dọn vệ sinh. Toàn bộ xe thì quay mộc cho quý chị sơ bộ nhé. Sau là nếu mà chưa bán thì em sẽ review kỹ. Còn bác nào mà thích xem mộc nhá thì chạy sớm đến xem và chốt cọc thì bên em Lợi sẽ không dọn. Thì mỗi cái chiếc xe mà chi phí dọn bên em cũng mất tiền. Mà nhưng mà nhiều bác ở trên kênh là có comment là anh thích mua xe mộc, thích xe vừa mới về. Đấy, em cũng công khai là có những chiếc xe vừa mới về em quay mộc luôn cho quý chị nhá. Bác nào mà cần xem xe mộc thì cứ chạy qua hoặc chuyển cọc, em sẽ nhận giữ cho bác xem xe mộc. Nếu đến không ưng thì giá lại cọc, anh em yên tâm. Đấy, toàn bộ xe bên em Lợi bán đi tuyến chuẩn chỉ này. Về Toyota Hilux lại 3 xe nhá, màu đen này, màu đen cũng 2021 nhá. Toàn bộ xe thì anh em cứ đi check test ở đâu cũng được, bên em Lợi cam kết chất lượng đầu vào cho quý chị. Đấy, địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, ngay cuối đường tàu Cát Linh, Hà Đông nhá. Đấy, đối diện với bến xe Anh Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Đấy, toàn bộ xe thì bán tải nhà em tập trung rất nhiều, và bên em Lợi có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh em nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Về những chiếc xe Toyota Hilux mà anh em nào mà hợp màu hợp mệnh đây, màu đỏ, màu cam này thì rất là đẹp này, cam trắng này, đen này, vàng cà bạc này, đầy đủ hết nhá. Em Lợi xin chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.